Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh tốt trường Loron của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ cầm Loron đi top nè. Và cái kèo đối đầu của mình sẽ là với Murat đấy. Nên vào lần tài lòng hoàng này nè. Đấy, nhưng mà có máu thôi anh em. Nó mình lại máu hơn mà. Ôi, và này lại không đủ đam kìa. Trận này thì mình sẽ đem luyện kim nha. Để mình có thêm một cái lượng vàng để mà khi mà có rỉa tướng của tem bạn mấy bạn. Rồi. Mua hết, đánh luôn, đánh luôn. Ha, à, gọi người lên hả? Rồi, thôi, coi này, đổi mạng thôi bạn. Đấy. Mua hết bây giờ cấu rễ mình múa khá là múa nha. Hay là bây giờ... Thôi, ông Nguyễn Sù ơi. Rồi, coi này thì... nó ở đề chấm hỏi cứ thích chanh AD các bạn cứ thích bắn eo su nha. Đầu đầu trận là biết là tôi muốn chọn eo su liền đấy, là anh em cũng chú ý là cũng chọn eo su đấy, cứ bắt cái bóng của Murat thôi các bạn. Để bây giờ cứ canh Murat ra là mình sẽ dùng nhảy cái chiêu 2 qua nha. Từ Amelie nữa còn cái chiêu cuối các bạn ơi. Một vát nè. Rồi, cấu nó gì thôi chứ không hạ được đâu. Cái chắn là hiện tại là Kahi chưa có đam, chưa có to. Rồi, bắt bóng này đấy. Rồi, lụm ăn thôi. Chứ còn gì nữa. Không, cứ anh em cứ để ý cái bóng của Murat nha. Nhưng mà đối với nhiều anh em gọi kiểu là bet Murat gọi là one jam luôn đó này. Thì mình thấy là khi mà đánh với những cái one jam như thế á, là sẽ mình sẽ bị một cái tình trạng đó là Murat cấu nghĩa liên tục và giấu bóng ở trong mấy cái bụi á, phần lớn, và có thể là giấu bóng rất là xa so với cái tầm nhìn của mình các bạn. Là nhiều khi mình không biết là Murat giấu bóng ở đâu, nên đây cũng là một cái nhược điểm nha các bạn. Đấy, nếu như mà anh em khi mà đánh bất kỳ con bài nào đối đầu với Murat á, mạnh nhất là Murat One Jam này, nó giấu bóng rất là kỹ luôn, chứ không phải giấu bóng khơi khơi như thanh niên này đâu. Đó, không giật về không? Đó, cứ giật về là mình cấu thôi. Ừ, đấy, lướt đó là nhanh nha. À đó, mà không có cái lướt là đi với mình rồi. Cái bay vô là mình đập cái mạng của Murat luôn rồi. Có giật chè không? Ăn chảm rồi, không giật chè. Đấy, mất cái bóng rồi. Thì mình đi tìm. Đấy, đây nè. Thấy không? Được bóng cái... Ôi, phần này đắc biến hơi lỏ rồi. Đây là cái kèo với Murat đó thì... anh em đánh cũng nên cẩn thận nha. À, anh em sẽ đầu game thì mình khi mình đánh Lorion mà đối đầu với Murat á, thì đầu game là mình sẽ dò trước xem là Murat này sẽ đánh như thế nào, rồi sau đó mình mới nghĩ đến cái việc đó là sẽ có nên là đối đầu trực diện với Murat hay không, và cái bóng của Murat nó đặt ở đâu đấy. Đấy, rồi lụm lên nè. Rồi. Đấy, thấy không các bạn? Đấy, mặc dù mình lỗ trụ nhưng mà pha này thì mình sẽ lấy lại trụ. Đây, tem bạn lên bảng 3 người rồi. Mình sẽ lên, mình lấy lại cái trụ này nha. Murat ăn của mình rồi, bây giờ mình sẽ lên đây mình ăn luôn cục máu nè. Rồi dọn luôn tên lính này. Rất là lợi luôn nha. Một công đôi việc, dọn lính rồi ăn luôn cái trụ này. Rồi, phần còn lại thì để cho lính mình lo các bạn.
Ok, lấy được chậu rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống mình hỗ trợ thêm nha. Rồi dưới thì team mình đánh khá là hổ báo nha, nhất là ông Toro á. Rồi, gần lấy luôn được cái chậu ghê rồi. Ồ, Toro xong rồi. Ôi, để cho hai cho tên nó bắn dữ vậy. AT là khắc tinh của mấy tên cơ cứng luôn đó. Bắn bắn mà lên bao nhiêu giáp cũng không ăn nhầm. Chắc cũng chuẩn rồi nè. Rồi thấy biết ngay là nó giật chè là dính theo cái chiêu của Kahi liền. Nên là theo mình đánh giá là bạn này đánh Murad là đặt bóng hơi bị kiểu quá lộ nha bạn, giấu bóng không kỹ nên là rất là dễ bị bắt nè. Rồi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, khoan dạ cục máu với rồi coi lại đánh nè, đánh luôn. Rồi con này chắc mình không cần dùng cái tốc biến đâu, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Ok rồi, quá thơm. Cầu thôi nhưng mà con này hơi lỏ rồi, có máu rồi. Rồi rồi, lấy trụ con này, lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ. Bắn 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 lấy lưỡi. Ôi này, phải này chắc không lấy được siêu cấp rồi. Ôi lùi 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 lùi. Bây giờ đổi lại lấy trụ đường trên. Rồi mình sắp hồi công ty rồi. Ôi tù rồi lại bị bắn nữa kìa. Bắn ghép thế nhỉ. Rồi tí đi, còn phải xong với Amelie rồi. Biết ngay mà. Rất là khó chịu nhưng mà Amelie này khi mà nó bật chiêu cuối là anh em nên né ra nha. Rồi, qua ăn kinh công với bạn ơi. Quá thì giờ này hiện tại không làm gì được mình đâu. Đấy, đuổi được mình thì mình còn công ty. Rồi, sẵn cản luôn thêm bạn luôn. Ăn con kinh công này luôn. Rồi, ok, mình có luôn cả con chu luôn bạn. Tù đồ rồi đánh hơi máu nha. Rồi tiếp tục dọn lính thôi. Ôi tù đồ lên cái áo dòng lửa trước à. Murad 06 rồi các bạn. Mở trận này khá là thọt nha. Hay là bị mình hạ hai lần rồi. Mà mấy lần mình hất tung cũng ngáp ngáp đó mà vẫn chạy được. Let the people see how this world truly is. Your team has destroyed a tower. My magic whispers to me. I have you in the palm of my hand. Rồi, đấm. Ok. I love this overwhelming power. Rồi, bài này xong ra rồi. Vô sâu quá. Đường trên nha. Bây giờ Toro bị AET nó làm thịt trâu gác bếp bây giờ cũng hơi bị nhiều lần rồi. Nãy giờ là rất là nhiều món thịt trâu rồi đó bạn.
nhưng mà Toro vẫn đánh rất là máu máu lửa nha. Mặc dù không không ăn được mặt nào nhưng mà vẫn hỗ trợ team đấy, đánh rất là máu luôn. Ồ, và này xong rồi, rồi 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 nó đã thằng Amelie nó đã lộ sai trong đó rồi, Kahi nó đã chết rồi mà Eosu vẫn gắng chạy vô, bạn không hiểu luôn đó, bạn có thể xem lại pha đó nha. Ồ, pha này mình lầm này trước đó, rồi hết chạy bạn ơi. Ok, nhưng mà mạng hỗ trợ cho mình không có mạng luôn, về đi kìa. Ồ, tưởng ông hạ được nó chứ, tưởng Amelie chạy được rồi. Chết kìa. Đây, 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 nó núp đây nè. Ờ, tóc biến vậy đi, ok bạn. Câu được cái tóc biến nha. Ôi, nhưng mà xong rồi này, phải hay xong rồi. Vô ta hay đi đi chết bụi, biết thì chết bụi dữ đó toàn. Chứ rồi nha, lùi 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 em, bạn đông hơn á, có thằng à AT khá là xanh á, nó bắn cho chạy không kịp á. Ôi trời ơi, xong rồi, rồi máu chiến quá. Ừ, Nga lên bảng rồi, vẫn còn lụm đó. Ok, thì là hai đường mạng hai AT rồi. Đánh 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 nhồng lên, đánh nhồng lên, đánh nhồng lên, đánh nó đi. Ui, Eosu kìa, muốn trắng máu rồi. Hơi đẹp nha, nó đẹp đấy. Đánh này, đánh này, đánh này, còn còn chưa, còn chưa, còn chưa. Đánh luôn, còn ăn xương rồi, đấm nó. Ok, một mạng. Còn mình đấm luôn này luôn các bạn ơi. Hai mạng nè, hai mạng, ok. Pha này chắc chỉ lấy được trụ siêu cấp thôi. Win thì không có win đâu, tại vì chưa lính vô lên. Thêm bạn chấp ra hết rồi. Lính lên tới thì thêm bạn cũng ra rồi. Mình cái vụ chú gì xinh nữa bạn. Bán bớt đồ luôn. Rồi máu lên khỏi về. Thôi bỏ đi. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Vẫn còn rất trâu. Ở nhà kìa, hay nha. À, bà này muốn hay đấy, nè né được sát thương khá là hay. Rồi xong đâu rồi, thôi chui 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 được về tấn công các bạn ơi, chui được đâu, không có tình cờ khó đánh. Mình này chẳng em chỉ là một cái băng nhẫn thôi. Nhiều bán băng chuông này nên là vô giao tranh là mình có thể rất là dễ bốc hơi nha. Nè qua đây tranh chấp nè bạn ơi. Rồi cái gì vậy? Ôi đang thiếu người mà còn lên bảng nữa. Rồi, thêm bạn vẫn chưa ăn được bên trong bạn ơi. Mình sẽ lên cái giáp khốn khổ nữa nha. Chăng vậy? Ôi vẫn cấu được máu của Aliku cho bạn.
kính đường Sita. Thôi con này trong nè nữa rồi. Con này con ơi. Sao mà cứ lên bảng lẻ lẻ chỗ này vậy ta? Thôi nó bắn tù đồ đầu rồi. Cầu chốc ý lên rồi, hết hai người. Lấm, 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 lấm. Bay. Ôi, tù đồ bật phá, về lầm được hai cái mạng quá thơm kìa. Rồi, tôi, đánh. Rồi, pha này win. Rồi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Hai tay chạy đâu nữa. Rồi, hai bắt được nó rồi, thôi bỏ. Đẩy luôn, đẩy đường luôn, cái mạng lên bán 4 người rồi, pha này 2T. Thôi, win thôi. Pha này 2T sao đép được. Sao mà đép được nữa. Thôi, win. Rồi, pha này bất lực rồi bạn ơi. 2T bất lực rồi. Rồi, ok, quét sạch luôn. Win.